Và tiếp theo là câu hỏi đặt ra là kiểm tra thử cái raw input nó làm cái gì. Thì trong Python nó hỗ trợ mình một cách để mình có thể kiểm tra được một cái lệnh nó làm cái gì, thì có một cái gọi là Python doc, Python document á, thì nó sẽ cho phép mình coi được cái nội dung của hoặc là cái giải thích của một cái câu lệnh nào đấy. Thì trong ví dụ này mình muốn coi cái raw input thì mình sẽ gõ cái Py doc raw input chẳng hạn như vậy. Py doc nè, raw input thì mình gõ và nó báo lỗi, thì có nghĩa là giống như tác giả nói ở đây là nếu mà dùng trên Windows á thì mình phải dùng cái trừ m, Python trừ m pydoc, thì nó sẽ trả thành là Python là trừ m pydoc raw input, thì đúng là nó không báo lỗi và nó không hiện ra cái thông báo như thế này. Thông báo trả lời rằng là nó sẽ đọc vào một cái chuỗi từ cái standard input. Standard input là cái này nè ha. Hiện giờ cái này gọi là cái standard input. Trailing new line có nghĩa là cái dấu enter này nè. Khi mình gõ ha, mình bấm enter như thế này thì cái ký tự enter cuối cùng nè là gọi là trailing new line, strip it, bỏ cái tự đó bỏ đi. Nếu mà mình bấm end of file nghĩa là kết thúc file á thì nó sẽ báo lỗi. Để mà bấm được cái end of file thì mình sẽ dùng là Ctrl D trong Linux và trong Windows là Ctrl Z return. Ok, mình sẽ thử chạy cái này cho các bạn coi ha. Ví dụ mình gọi chữ Python ở đây đi. Mình sẽ gọi là age hoặc là đạt bằng raw input như thế này. Để bấm enter và ghi là ABC đó. Nhưng mà khi đặt bấm ABC ha thì trước khi mà đặt dừng á sẽ bấm, tại vì đây là Windows đúng không? Bấm Ctrl Z một cái, các bạn thấy Ctrl Z không? Thì bấm enter. Bấm thêm enter thêm cái nữa. Eo nó lừa mình là không thấy gì hết ta. Ok, đã mới search thấy một cái raw input and file ví dụ ở đây. Cái này thì họ dùng cái file luôn nhưng mà để đặt thử lại với phần trăm D, Ctrl D thôi. Như là đã ha. Raw input ABC gì đấy, xong rồi bấm Ctrl D ở đây. Bấm enter. Eo nó cũng chả báo khỉ hết. Ok, thì bây giờ end of file là cái dừng lại của cái file đúng không? Có thể là cái việc bấm Ctrl D này nó hoặc là Ctrl Z return này nó không có xài được trên PowerShell à? Hơi lạ. Ok, nhưng mà đã sẽ thử với cái này. Và để làm gì nè, để bây giờ đặt tạo ra một cái file Python và như vậy đơn giản là line bằng raw input thôi, và đặt tạo thêm một cái file khác nữa, nó có một cái là có hai dòng, một dòng nhất là learn Python the hard way and dòng thứ hai là dạy nhân học.com đi, ghi đơn giản thôi và tất cả đặt lưu ở trong cái thư mục exercise 12 như thế này. Và bây giờ đặt sẽ chạy như sau. Như mới nãy đặt nói cái standard input á là cái này. Và nó tạm thời là như vậy, tại là sao? Tại vì mình có thể sử dụng standard input bằng cái dấu này cũng được. Nhưng mà mình sẽ không đi vào detail, không phải giải thích chi tiết mà đặt sẽ thử chạy thử cái này được hay không. Tại vì đôi khi trong lập trình mà mình mới học mà gặp lỗi là chuyện hoàn toàn bình thường, thì có thể là cái này cũng chạy không được nữa. Nhưng mình cứ thử. Và bây giờ đặt sẽ chạy thử là với cái Python ha. Python, chạy Python nè. Chạy cái bài exercise 12 gạch cái stay true và là sẽ đẩy vào cái standard input ở đây là cái file input.tt, và mình thấy được là nó la làng, mà không biết la làng lỗi gì. Nó không cho phép xài kiểu này. Trên Windows nó không cho phép mình dùng cái dấu này. Sao kỳ. Ok, sau một hồi thử thì đạt cuối cùng đạt cũng hiện ra được cái dòng báo lỗi là lỗi này, end of file, when reading the file. Ok, thì như thế này, thay vì đạt dùng cái dấu này để đẩy cái dữ liệu này đi vào bên trong cái file này thì đạt sửa lại thành là cắt cái nội dung này như cái phần mấy cái chương đầu tiên đạt có giới thiệu về cái những câu lệnh này là cái giới thiệu lệnh cat đó đúng không? Hy vọng là như vậy. Thì sau cat thì sử dụng thêm một cái này gọi cái py để đẩy cái dữ liệu trong cái file input này nè vào cái trong cái file Python. Thì lúc đầu á cái file của Đạt nó sẽ có là learn Python the hard way với lại dạy nhau học đúng không? Thì là cat lần đầu tiên thì nó sẽ in ra được dòng đầu tiên. Cat lần thứ hai thì nó in được dạy nhau học như thế này.
Và cách lần thứ ba khi mà đã xóa toàn bộ cái nội dung file input á thì đã sẽ thấy được là cái lỗi này. À, bây giờ đã hiểu rồi, có nghĩa là khi mà mình cắt thử cái khi cắt nửa nội dung mà nó không có cái gì chỉ có nội cái file input thì nó mới báo lỗi. Thì cái lần trước khi mình chạy ABCD này nó không báo lỗi tại vì phía trước nó có chữ A, dẫn đến là khi nó gặp cái end file này nó không bị gì hết. Thì bây giờ đã thử chạy lại và nó không bấm ABCD thử có thể nó bị lỗi hay không. Bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Nhà đây. Chạy Python ở đây. Và đã sẽ ghi là đạt bằng raw input. Và bây giờ thay vì đã bấm ABCD sẽ bấm đúng nha, theo hướng dẫn của nó, có nghĩa là bấm Ctrl Z và Enter. Thì Ctrl Z ở đây và Enter. Và nó sẽ báo lỗi ở đây, lỗi là end of file error. Và ok, thì các bạn cũng đã thấy là cái việc học lập trình nó cần phải thử rất nhiều lần. Ví dụ đã mới học Python này, đã cũng không có biết những cái vấn đề này thì sẽ thử thôi, khi nào mà mình thấy lỗi. Và nếu mà các bạn không thấy được lỗi hoặc là không làm được gì đấy thì các bạn lên dạy nhóm học đặt câu hỏi, có thể sẽ có người trả lời, có thể cũng không ai trả lời, nhưng mà nếu các bạn tìm được câu trả lời cho mình thì sau khi đặt câu hỏi các bạn trả lời luôn thẳng ra câu hỏi đấy cho những người khác, những người mà học Python sau này vào thấy cái câu trả lời của bạn thì rất là tốt đúng không. Và một mẹo khác mà đặt nhớ không làm thì mình có thể trong cái chương trình Python như thế này. Ok, đi ra ngoài đi. Bây giờ dùng bữa nãy là kia là Python m PyDoc đúng không? Xong rồi ghi là raw input chẳng hạn. Input như thế này thì nó sẽ đưa ra được cái hướng dẫn của cái lệnh raw input, nhưng mà nếu mà vào bên trong này thì mình gọi chữ help và xong ghi chữ raw input thì nó cũng ghi ra được cái nội dung y chang. Thì đây là hai cách để mà mình có thể coi được cái raw input. Và đặt tắt cái này đi ha, cái này không cần thiết nữa. Tiếp theo là hướng dẫn là nếu mà muốn thoát khỏi cái PyDoc thì bấm Q, nhưng mà trong trường hợp của mình thì nó in ra bên ngoài màn hình, mình chẳng cần phải bấm gì hết, mình bấm như này là tại là Windows không cần phải bấm Q, nếu mà trong Linux có thể phải cần. Và câu hỏi tiếp theo là lên mạng và tìm hiểu thử là cái hàm PyDoc nó làm cái gì. À, và vừa mới quay trở lại dạy nhóm học thì may quá có gió đã trả lời cái câu hỏi sự khác biệt trong raw input và input. Rất là hay, diễn đang có những cái bạn rất là giỏi. Ok, thì cứ để đây bookmark lại, khi nào rảnh thì vào đọc và các bạn nhớ vào coi cái câu trả lời này nhé. Và bây giờ đã sẽ tiếp đặt một câu hỏi cho cái phần video Python này dành cho cái câu là PyDoc sẽ làm cái gì. Thì mình sẽ làm tương tự như mới nãy mình đặt câu hỏi. Và đây là câu hỏi đã đặt ra thì nó cũng giống như cái mẫu của câu hỏi trước. Thì đây là lệnh Python làm gì đặt trong, tại vì đây là cái liên quan tới cái chuỗi video Python đã đặt trong tutorial ha. Và những cái topic mà tạo trong tutorial nó sẽ bị close sau hình như là 3 tháng. Sau 3 tháng nên các bạn vào trả lời sớm nha, không nó bị close á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là dùng cái PyDoc và đặt về Open Files OS and System. Và nếu mà các bạn không hiểu gì về mấy cái này á thì chuyện bình thường thôi. Các bạn có thể lên dạy nhóm học đã có hỏi rất là nhiều chuyên gia Python trên đấy. Đạt thì không phải là chuyên gia Python rồi. Ok, Đạt sẽ thử ví dụ như Python gõ gọi lại PyDoc em đi, PyDoc gõ chữ OS. Wow, khá là nhiều chữ ha, nhiều chữ quá. Ok, thì mình có thể lên đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi không không phải là xong. Đặt câu hỏi xong các bạn thảo luận, các bạn chia sẻ những cái gì các bạn biết thì đó là một cách học tập rất là hiệu quả. Và bây giờ mình tiếp tục với phần common student questions. Thì làm tại sao mà tự nhiên tôi gặp cái lỗi là syntax error, invalid syntax khi mà dùng cái hàm Python doc. Thì lý do là các bạn phải, khi mà các bạn muốn chạy cái lệnh mà Python doc này á thì các bạn thấy là các bạn phải chạy dạng command line như thế này. Các bạn không có chạy ở dạng như thế này. Và vào đây ha, các bạn gõ Python doc, lỗi ngay và luôn. Tiếp. Và câu hỏi là tại sao mà cái hàm Python doc nó không có dừng màn hình lại? Thì nhiều trường hợp, ví dụ như mới nãy mình thử cái Python doc hàm OS đi, nó dài cho nên là mình phải dừng màn hình lại và mình có thể bấm như thế này để
bấm space hoặc là bấm nút bấm enter, chữ là mình hay bấm space hoặc là shift space để đi đi lên đi xuống. Không được thì cái bấm space thôi, space đi xuống thôi. Thì đó là trên Windows. Thì trong trường hợp mà nó dài quá thì mình nó sẽ dừng lại cho mình coi. Mà trong trường hợp ví dụ như mình coi cái hàm raw input đi, nó ngắn quá cho nên là nó sẽ thoát ra ngoài luôn. Một số bạn khác thì gặp cái lỗi là khi mà gõ PyDoc á thì nó báo là more in not recognized. Thì cái này nghĩa là như là cái Python doc này nó sử dụng cái lệnh more và cái máy của các bạn đấy nó không có cái lệnh more thì không thể hiển thị được, nhưng mà máy của mình thì may mắn là nó có lệnh more. More là một cái lệnh là đọc file thôi. Ví dụ như là more cái size đi thì nó sẽ in ra được cái nội dung nè. Đó, thì kiểu kiểu như vậy á. Thì cái máy bạn đó nó bị hỏng thì bạn bỏ qua thôi, hoặc là cài cái Linux chẳng hạn để mình coi, hoặc lên mạng cũng có, nghĩ lên mạng cũng có thể coi được cái thông tin. Thì đặt lên mạng để bấm vừa là PyDoc OS thì thấy cái này, đặt click vào thì có vẻ là nó giống như là cái nội dung trong này in ra, thậm chí nó còn đẹp hơn. Bây giờ đặt thử PyTorch raw input xem nào. Xui xui là không có, nhưng mà đây có cái PyDoc.net này. Rồi bấm lại cái PyDoc OS thử. Thì là nghĩ là cái trang này nó hữu ích hơn. Mà hiện giờ mình đang học 2.7 đúng không? Thì nghĩ là mình phải chọn cái 2.7. 2.7. Không có à. Và cái trang chọn gốc của nó thì nó có cái 2.7 không? Bản mới nhất của nó là 2.51. Không thành vấn đề. Ví dụ mình gõ chữ print raw input so. Hơi tệ. Ok, thì có lẽ là dùng cái PyDoc mà nó đi kèm với phiên bản cài đặt là hữu ích nhất, nhưng mà đôi khi nó không có thì chấp nhận ha, cài Linux chẳng hạn, hoặc là cài một máy ảo để mà coi. Một bạn khác hỏi là tại sao phải dùng phần trăm R thay cho vùng trăm S. Thì cái này là nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Phần trăm R á, là dùng để debug, và nó sẽ in ra được cái trạng thái thô sơ nhất của cái dữ liệu mà mình gửi vào. Đó. Phần trăm S á, là dùng để hiển thị ra cho người dùng. Và ông nói luôn là cái này là cái câu hỏi mà người ta hỏi đi, hỏi lại, hỏi đi, hỏi lại, hỏi đi, hỏi lại. Thì ông hy vọng là không ai hỏi nữa. Ok, bạn hy vọng không ai hỏi nữa. Mà là thấy cũng bình thường mà, cái này cái đâu mà hỏi hoài. Một bạn khác hỏi ngu là tại sao mình ghi print how are you raw input nó không chạy. Thì trong Python nó không có cái cấu trúc này thì nó không chạy thôi. Tại cách của người ta ghi là đặt dấu phẩy xong raw input như thế này. Không được, trong Python nó không cho phép như vậy. Người ta không cho phép như vậy không xài được thôi. Ok, tới đây là chấm dứt cái phần 12. Cảm ơn các bạn theo dõi.